Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức khánh thành và bàn giao đưa vào sử dụng công trình hệ thống cấp nước sinh hoạt cho đại đội bảo vệ biên giới 531 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sê Công, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Dự lễ có đồng chí Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Về phía bàn Lào có đồng chí Kham Son Konyo, Phó Tỉnh trưởng Ủy ban Chính quyền tỉnh Sê Công. Thời gian qua, nhận thấy đơn vị bàn đóng quân trên địa bàn khắc nghiệt, đặc biệt việc đảm bảo nguồn nước sạch gặp khó khăn, Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên Huế đã chủ động tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế xây dựng giúp đỡ tặng bàn công trình nước sạch với tổng kinh phí 2,1 tỷ đồng. Sau gần 3 tháng tập trung nhân lực, phương tiện, khắc phục những khó khăn của điều kiện khí hậu thời tiết, đẩy nhanh tiến độ thi công, đã hoàn thành nhiệm vụ thi công xây công trình theo đúng tiến độ và đảm bảo theo đúng thiết kế kỹ thuật được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Hải Minh đã nhấn mạnh, đây là công trình đối ngoại mà tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tặng cho lực lượng tuyến đầu trực tiếp làm công tác quản lý, bảo vệ đường biên, mốc quốc giới. Khi công trình đưa vào sử dụng sẽ góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng điều kiện sinh hoạt công tác của cán bộ chiến sĩ đại đội bảo vệ biên giới 531, thiết thực nhằm chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị hợp tác Việt Nam Lào. Cảm ơn sự hỗ trợ giúp đỡ của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, đồng chí Kham Son Konyo bày tỏ sự cảm ơn, sự quan tâm giúp đỡ quý giá của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đối với công trình cấp nước cho đại đội bảo vệ biên giới 531 là hết sức ý nghĩa, thể hiện tình đoàn kết gắn bó keo sơn giữa hai nước. Sự quan tâm này đã có phần tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ chiến sĩ đại đội 531 bảo vệ vững chắc hệ thống đường biên, mốc quốc giới, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.